hôm nay thì tôi phải nói một điều là tôi phải lên tiếng. Trong cái thời gian 6 tháng vừa qua thì quý vị cũng biết rằng là một mình tôi chiến đấu, và các anh em làm YouTube chính nghĩa cũng có, làm YouTube dơ cũng có. Nếu làm YouTube dơ thì chỉ là mang nghiệp thôi, còn những anh em làm YouTube chính nghĩa thì hãy tỉnh táo, đừng để cho những thằng cô hồn mạng nó đi công kích đầu này, nó phá đám đầu kia, để rồi lên mạng chửi nhau, rồi hăm dọa nhau, để rồi khán giả người ta bất mãn, người ta cười. Bởi vì ở trên cộng đồng YouTube á, không có bao nhiêu cả, mà khán giả thì quá đông. Cho nên đừng có mắc bẫy người khác mà gây ra một cái sự hỗn độn trên YouTube thì chẳng hay ho gì cả. Và cái mục đích của chúng ta là gì? Kiếm tiền chứ đừng kiếm chuyện nha. Làm YouTube á, mà mình làm hay á, tôi nói ví dụ bây giờ tôi chia sẻ một cái bài, chẳng hạn như tôi có một buổi livestream như thế này, nếu tôi là người làm YouTube á, tôi sẽ khai thác những cái hay để tôi thể hiện cái tài của tôi, để tôi lôi kéo khán giả về với tôi. Mỗi một câu chuyện á, nó được dẫn dắt bởi những cái ý tứ của cái người biết khai thác. Tôi không làm truyền thông, nhưng nếu tôi làm truyền thông, chắc chắn một điều, tôi sẽ làm theo những cái đột phá phá cách riêng của tôi, và đặc biệt là tôi không lặp lại cái của người khác. Đó là tôi tìm cho tôi một lối đi riêng, thì tôi mới thể hiện được cái khả năng và cái tài của tôi có được. Chứ đừng có cãi nhau, đừng có đấu đá nhau bởi những thằng cô hồn mạng, và đừng có bao giờ để trở thành con rối trong lòng khán giả, mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng đi kiếm tiền, đừng có kiếm chuyện. Còn những người làm YouTube không cần tiền thì rõ ràng họ luôn luôn là họ chính nghĩa. Và những người làm YouTube dơ, họ đi ngược dòng để họ tạo ra hiệu ứng đám đông. Họ nghĩ rằng là họ tài lắm, nhưng đâu đó họ gieo qua một cái sự là nghiệp chướng rất to lớn. Và bản thân mình không ra gì, mình mới đi ngược dòng, ngược gió với chân lý và với công chúng. Cho nên tôi có một lời khuyên chân thành với anh em làm YouTube. Có khi tôi làm như thế này, tôi lên như thế này cũng là cách tôi giúp cho quý vị kiếm tiền. Không ít thì nhiều, quý vị biết không? Làm YouTube rất nhiều tiền nếu có khán giả. Một tháng mấy trăm triệu, có khi cả tỷ là bình thường. Đó đó quý vị, thật đó quý vị. Cho nên á, mình đi kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện. Cái đó là lời khuyên chân thành của tôi. Và mình tập trung khai thác những cái điều hay ý đẹp để mình mang đến cho cộng đồng, thì nó sạch sẽ biết bao trên cộng đồng. Và có những cái tip mà YouTube á, giật quá đáng, để câu view cũng quá đáng luôn. Mình hãy nói những gì chân thành nhất đi, để rồi người ta nhìn cái tựa xong bên trong người ta vô coi, người ta thất vọng, lại rồi người ta từ từ rời đi. Không nên. Cho nên á, tại sao tôi luôn có những lối đi riêng của tôi, và đặc biệt là tôi không bao giờ lấy của người khác làm của mình. Tôi không bao giờ ăn cắp ý tưởng của người khác, mà tôi phải sáng tạo và tôi phải đột phá những cái gì mà người khác chưa từng làm. Cho nên trong một cái câu chuyện livestream của tôi mấy tiếng đồng hồ, nó nhiều chủ đề để làm lắm. Nếu để ý một chút á, nó nhiều cái lối đi cho quý vị đi lắm. Mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái khám phá, một cái đột phá, một cái sáng tạo riêng để mà làm YouTube. Cho nên nó cuối cùng lại á, tôi chỉ khuyên một điều là đừng có mà đi gây gổ nhau. Vì ai cũng đi kiếm tiền cả, lại đi gây gổ nhau cho khán giả người ta nhìn vào, người ta cười, và người ta sẽ tẩy chay từ từ. Đồng bọn với nhau mà còn cấu xé với nhau, còn chửi rủa nhau, còn bươi móc nhau thì còn đâu là niềm tin để khán giả tin nữa. Cho nên chúng ta phải đưa cái đạo đức lên hàng đầu, và đặc biệt là chúng ta nên nói chung thật. Chúng ta đừng có đi quá xa, gọi là chúng ta tạo ra những cái hư cấu để rồi chúng ta mất hết niềm tin trong lòng khán giả, thì vài lần thì người ta nhận ra và người ta sẽ rời đi. Đó là lời tôi khuyên rất chân thành với các anh em làm YouTube.